lời khai của tài xế vụ khách tố bị nhà xe ở Quảng Ninh hành hung bỏ giữa cao tốc. Người đàn ông chặn xe buýt rồi chém lốp bị khởi tố. Nổ binh khí nén trong doanh nghiệp là một công nhân tử vong. Vụ cá chết ở công viên Thiên Văn Học phát hiện chất lạ trên mặt hồ. Bắt đối tượng tìm cách chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức trên kênh youtube và điện tử VOV Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, liên quan đến vụ hành khách tố bị nhà xe ở Quảng Ninh hành hung, bỏ giữa đường cao tốc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày vừa qua, đã có hàng ngàn ý kiến trái chiều Theo thông tin mới nhất, sau khi tiếp nhận được thông tin, công an tỉnh Quảng Ninh đã mời nhà xe và lái xe lên trụ sở để làm rõ sự việc Theo đó, ngày 28 tháng 2, Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Tại cơ quan điều tra, tài xế của nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa cao tốc, bước đầu thừa nhận có hành vi không đúng với hành khách. Cơ quan công an cũng mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện. Thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn, mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại. Quan điểm của công an tỉnh Quảng Ninh trong vụ việc này là xử lý cương quyết đến nơi đến chốn. Nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm, Quảng Ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển, không thể chấp nhận những hành vi như trên. Cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần, các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật, mang tính chất phục vụ nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước. Người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến chốn. Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém, đuổi xuống cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ. Đi kèm với đó là hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 14B 04278. Facebook này chia sẻ, mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi Hà Nội băng ninh 200.000 đồng, Hà Nội uông bí 400.000 đồng, Hà Nội móng cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả vé cao, nhà xe rửa rộng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200.000 đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ hành khách thông tin trên thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người, đa số đều bức xúc trước hành vi của nhà xe. Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, chủ xe khách mang biển kiểm soát 14B-04278 là một người đàn ông ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do bức xúc vì bị xe buýt tạt đầu, nam thanh niên lái xe ô tô con đã phóng lên chặn đầu rồi cầm dao quắm ra chém vào lốp xe buýt. Ngày 28 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với nam thanh niên này về hành vi hủy hoại tài sản. Cụ thể đối tượng là Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội tại cơ quan công an. Nguyễn Lê Tuấn Đức khai nhận vào dịp sát Tết Nguyên đán, bị can lái xe Mazda màu trắng lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe buýt tạt đầu. Do bức xúc với hành động này nên Đức đã lái xe Mazda chặn đầu xe buýt rồi lấy từ trong xe ra một chiếc dao quắm nhằm đe dọa lái xe buýt khi thấy lái xe buýt và hành khách cố thủ trong xe, Đức đã lấy dao quắm nhiều lần chém vào phần kính và lốp xe. Hậu quả, lốp xe buýt bị rách và kính xe bị xước một đoạn nhỏ. Thiệt hại tài sản bị hủy hoại được xác định là 18 triệu đồng. Sau khi gây ra hành vi, Đức lái xe bỏ đi. Đến ngày 20 tháng 2, được sự động viên của gia đình, Đức đã đến trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm trình diện. Mới đây, một vụ tai nạn lao động do nổ bình khí nén vừa xảy ra tại phân xưởng sản xuất của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Hiệp ở tỉnh Phú Yên, khiến một nam công nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 phút tối cùng ngày, một vụ nổ bình hơi nén bất ngờ xảy ra tại phân xưởng sản xuất chế biến bột cá trong công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp phát triển, tọa lạc ở lô B4, khu công nghiệp Hòa Hiệp, thuộc địa phận khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vụ nổ khiến nam công nhân Nguyễn Anh Dũ, sinh năm 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa bị thương nặng, một mảng mái nhà khung tiền chế bị sập đổ, nhiều công cụ, linh kiện thiết bị hư hỏng. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an phường Hòa Hiệp Bắc và công an thị xã Đông Hòa khẩn trương phong tỏa khu vực phân xưởng sản xuất chế biến bột cá tại doanh nghiệp trên để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm nạn nhân để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật xin chuyển sang các tin tức khác thời gian gần đây ở hồ nước trong công viên thiên văn học phường dương nội quận hà đông hà nội bất ngờ xảy ra hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến người dân khi đến đây tham quan tập thể dục Cụ thể, chiều ngày 28 tháng 2, nhiều nhân viên môi trường được huy động đến hồ Bách Hợp Thủy ở công viên Thiên Văn Học dọn dẹp vệ sinh, vớt cá nổi trên mặt nước. Khi công nhân môi trường sử dụng vật lưới để thu gom cá chết thì có chất lạ màu đen dính vào, gây khó khăn cho quá trình dọn dẹp vệ sinh. Chất lạ này nổi quanh khu vực cá chết hàng loạt. Đáng chú ý tại khu vực có hai cống ngầm tiếp giáp với hồ Bách Hợp Thủy, nước có màu đen, thay vì xanh trong như các vị trí khác nhiều cá vàng khi bơi ở khu vực nước màu đen cũng bị đổi màu chất lạ màu đen gần giống với dầu nhớ thải chiều cùng ngày ủy ban nhân dân quận hà đông đã yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn nam cường chủ đầu tư khẩn trương thu gom xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm hồ nước trong công viên thiên văn học ra soát khắc phục hư hỏng đối với các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo quy định được biết, hồi đầu tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công viên Thiên Văn Học được mở cửa tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực. Tuy nhiên, khoảng hơn một tuần nay, gần khu vực vườn Cỏ Ba Lá và vườn Mặt Trăng giáp với hồ Bách Hợp Thủy xuất hiện cá nổi, phân hủy bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến người dân đi chơi tập thể dục. Mới đây, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một đối tượng về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó, mặc dù biết nhân viên ngân hàng sơ xuất nên hạch toán tiền gửi nhầm từ 1,5 triệu đồng thành 1,5 tỷ đồng, đối tượng này không những không hoàn lại mà cố tình né tránh để tìm cách chiếm giữ trái pháp luật. Ngày 28 tháng 2, Công an quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tâm Duy, sinh năm 1983, trú tại quận Tân Bình về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Đây là đối tượng lợi dụng sơ suất của ngân hàng để chiếm giữ số tiền lớn. Theo kết quả điều tra, Trước đó Nguyễn Tâm Duy đến chi nhánh ngân hàng ở đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để gửi 1,5 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Tại đây, nhân viên ngân hàng do sơ suất nên đã chuyển nhầm số tiền gửi thành 1,5 tỷ đồng. Phát hiện trong tài khoản có thêm 1,5 tỷ đồng, bị can Duy đã không liên hệ ngân hàng để hoàn trả số tiền. Thay vào đó, người này chuyển 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của một người khác để nhờ rút hộ. Phát hiện vụ việc đã hủy bỏ giao dịch có thể phát sinh từ tài khoản của Duy. Đại hàng sau đó Đại hàng sau đó mời Duy lên làm, lên làm việc để giải thích về sự nhầm lẫn, nhưng Duy không hợp tác. Người này không đồng ý hoàn trả số tiền và không ký vào biên bản làm việc. Ngân hàng sau đó thu hồi được 1,45 tỷ đồng, số tiền 50 triệu đồng bị Duy chiếm đoạt trái phép. Sau nhiều lần yêu cầu nhưng không đòi lại được số tiền 50 triệu đồng, ngân hàng đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội. Duy khai do hoàn cảnh khó khăn nên đã lợi dụng sai sót để chiếm đoạt số tiền trên. Số tiền chiếm đoạt được Duy trả công người bạn 5 triệu đồng Số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ. Chuyển sang các thông tin khác, món gỏi giá bể chứ danh hay còn có tên gọi là gỏi chân dài, trước chỉ là món ăn dân dã, nay đã dần trở thành đặc sản nước tiếng nếu chân du khách tới Hải Phòng. Giá bể là một loại hải sản thường thu hoạch quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 loài hải sản này được sử dụng để làm khá nhiều món ăn và gắn với nhiều thế hệ người Hải Phòng. Giá bể sống trong cát nên muốn chế biến thì cũng tốn khá nhiều công sức. Người dân địa phương cho hay, cần ngâm chúng trong nước ít nhất là 6 tiếng mới nhả ra được hết cặn bã bên trong cơ thể. Sau đó, đầu bếp sẽ rửa sạch sẽ lần nữa với nước là có thể đem đi chế biến thành thức ăn. Để chế biến món ngon nhất, thường đầu bếp phải lưu ý lựa chọn những con giá bể còn tươi, to và đều. Giá bể có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, lạ miệng và hấp dẫn, nhưng phổ biến nhất vẫn là món giá bể xào. Ăn giá bể xào ngon nhất là nóng, phần chân được tách rời, có vị giòn, dài sật sật, hơi chua, cay cay. Nếu muốn ăn thịt giá bể Hải Phòng, chúng ta cần phải bóc lớp vỏ của chúng ra để nhâm nhi từng con. Trung bình mỗi kg giá bể có giá từ 150.000 đồng. Giá bể trước là một món ăn dân dã, nay đã trở thành món ăn đặc sản du khách đến Hải Phòng muốn thưởng thức. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Do đó dự báo trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Cụ thể, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo, đêm ngày 29 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Từ chiều ngày 29 tháng 2 ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Từ tối và đêm ngày 29 tháng 2, khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Riêng vùng biển phía đông bắc từ ngày mùng 1 tháng 3 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4,5 m. Từ chiều tối ngày mùng 1 tháng 3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động sóng cao 2 đến 4 m. Cảnh báo từ đêm ngày 29 tháng 2 đến ngày mùng 1 tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ sáng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng dự báo rét đậm rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng 3 tháng 3, từ ngày mùng 4 tháng 3, đêm và sáng trời rét, ban ngày hứng nắng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ ở Hà Nội được dự báo thấp nhất vào ngày mùng 1 tháng 3 từ 12 đến 15 độ C, đến ngày mùng 4 tháng 3 nhiệt độ tại thủ đô được dự báo khoảng 15 đến 26 độ C. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị hãy ấn like, đăng ký kênh và truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.